Trước khi đến với tin tức ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một tin hot không kém, đó là iPhone 14 bắt đầu được mở bán trên toàn cầu. Ngay sau khi các sản phẩm iPhone 14 được mở bán, nhiều người Việt có mặt tại Singapore, Thái Lan đã sớm mua được những chiếc máy đầu tiên. Dự kiến những chiếc máy này sẽ sớm được xách tay về thị trường Việt Nam. So với thế hệ trước, người dùng gần như không thể phân biệt được iPhone 14 Pro hay Pro Max nếu chỉ nhìn vào thiết kế bên ngoài. Tuy nhiên, Apple đã nâng cấp chất bên trong camera này với camera chính 48 megapixel, trong khi hai camera còn lại vẫn có độ phân giải 12 megapixel. iPhone S là chuỗi cửa hàng ủy quyền Apple Việt Nam với gần 100 cửa hàng khắp cả nước, lúc nào cũng về hàng chính hãng sớm nhất, đủ màu, đủ dung lượng. Quý vị và các bạn quan tâm mẫu iPhone 14 có thể đăng ký nhận tin và chơi game lấy code giảm giá lên đời. Ngoài ra, iPhone S cũng sẵn hàng tất cả các mẫu ốp lưng cường lực iPhone 14 series. Tiếp tục chuỗi câu chuyện liên quan đến hot tiktoker cô gái có dâu. Hiện nay, nhân dịp iPhone 14 vừa được ra mắt, người này đã có động thái là chuẩn bị review iPhone 14, khiến cho rất nhiều cư dân mạng ném đá dữ dội. Ngay trong buổi sáng 16 tháng 9 khi iPhone 14 series vừa được mở bán, tiktoker cô gái có dâu đã có mặt tại Apple Store ở Singapore. Người này đã đưa ra một phát ngôn gây sốc, nói thiệt với các bạn, người Việt Nam là giàu nhất, giàu mới rảnh, hôm nay mới tới đây mua nè. Theo đó, cô gái có dâu cho biết có khoảng 80-90% những người có mặt trước cửa khuôn viên Apple Store tại Singapore là người Việt Nam. Những người không đặt trước sẽ phải xếp hàng chờ lấy số thứ tự, chiều mới được nhận điện thoại. Được biết, cô gái có dâu đã tậu được hai chiếc iPhone 14 Pro Max phiên bản 128GB có giá hơn 31 triệu đồng. Các sản phẩm đã được anh chàng đặt mua từ trước. Anh này nhắn nhủ, nói chung là mệt lắm mọi người ơi, đi cho biết thôi nha, đừng có đi. Thà về Việt Nam mua cái giá Việt Nam chắc nó mắc hơn mười mấy triệu. Cô gái có dâu cũng chia sẻ một bí mật, bất kỳ ai đã qua tới cửa hàng Apple tại Singapore thì chắc chắn sẽ mua được máy, quan trọng là mức giá nào thôi. Anh chàng đang muốn nhấn mạnh đến thực trạng mua máy sang tay, ăn tiền chênh lệch ngay trước khuôn viên của Apple Store trong ngày mở bán. Hot tiktoker này được cho là cũng khá cục xúc khi ở dưới phần comment có người nhắn nhủ với anh rằng giờ đã chuyển sang review điện thoại rồi hả anh? Thì người này đã nhanh chóng đáp trả lại rằng cho thông tin bà nội mày, tao review luôn cho. Chúng mình là SNews, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho SNews.